Lý Nhã Kỳ lên tiếng bênh vực, khen ngợi Nathan Lee sau thời gian im hơi lặng tiếng. Nathan Lee và Lý Nhã Kỳ có một mối quan hệ thân thiết với nhau trong showbiz. Thời gian vừa qua, Nathan Lee đã khiến nhiều người một phen tá hỏa khi có những động thái bóc phốt cả showbiz Việt. Cũng từng nhiều lần tác tên người bạn thân Lý Nhã Kỳ thế nhưng nữ diễn viên vẫn một mực giữ thái độ im lặng. Và mới đây trên trang cá nhân của mình, Lý Nhã Kỳ đã có những chia sẻ đầu tiên liên quan tới Nathan Lee sau chuỗi ngày ồn ào vừa qua. Nữ diễn viên khuyên Nathan Lee rằng cứ đi và sống theo cách đã chọn, vẫn luôn hiểu và hiểu rất rõ tính cách của ông, và tôi tin những ai làm bạn ông, yêu quý ông đều hiểu con người thật của ông là thế nào. Ok, tạm dịch, ai quan tâm chứ, chính là ông đó, một người thông minh, cá tính, có nội lực âm nhạc và cả hài hước, hết mình bạn bè, cứ đi và sống theo cách ông chọn vì tôi tin ông có lý do. Trước đó, khi Nathan Lee đang đàn ca khịa chuyện xế hộp với Ngọc Trinh, nam ca sĩ còn rủ dê Lý Nhã Kỳ đua siêu xe vào 8 giờ tối. Mặc dù Nathan Lee đã tác thẳng tên Lý Nhã Kỳ vào comment thế nhưng nữ diễn viên vẫn không hề có động thái gì liên quan và bật vô âm tín. Có thể nói gần một tháng trôi qua nhưng ồn ào giữa Ngọc Trinh và Nathan Lee vẫn chưa hề kết thúc. Bất chấp những lời khiêu khích, hằn học từ phía Nathan Lee, Ngọc Trinh quyết tâm im hơi lặng tiếng, chẳng thèm đoái hoài phản ứng trước các phát ngôn của đàn anh. Qua những gì chia sẻ trên trang cá nhân và cả livestream, Nathan Lee không hề che giấu sự ghét bỏ, coi thường Ngọc Trinh ra mặt, thậm chí có lần còn tuyên bố muốn kiện cô ra tòa. Thế nhưng mới đây, dân mạng lại tình cờ soi ra bằng chứng chứng minh Nathan Lee vẫn âm thầm theo dõi Ngọc Trinh trên Instagram. Cụ thể mới đây, Ngọc Trinh chia sẻ một đoạn hỏi đáp trên story của Instagram. Khi được hỏi chọn Sơn Tùng hay Jack, Ngọc Trinh đã lựa chọn Sơn Tùng. Không lâu sau đó, Nathan Lee đã có động thái trên trang cá nhân khiến dân mạng nghi ngờ. Trong bài đăng của mình, Nathan Lee chia sẻ, con yêu nhìn nhện tránh xa bé cute của tao ra đi nha, nhắc tên một lần nữa đừng trách. Nhiều người cho rằng Nathan Lee đang gửi lời cảnh báo đến Ngọc Trinh không nên nhắc đến Sơn Tùng nữa. Thực tế, những điều này chỉ là nghi vấn của cư dân mạng mà thôi chứ Nathan Lee cũng chưa chỉ đích danh Ngọc Trinh trong status này. Thế nhưng có vẻ, hành động này khiến khán giả càng tò mò. Liệu Nathan Lee vẫn luôn âm thầm theo dõi Instagram của Ngọc Trinh và có phản ứng ngay sau khi cô có động thái mới? Dẫu ghét đàn em đến mấy thì Nathan Lee vẫn phải hóng từng nhất cử nhất động của đàn em để có phản ứng ngay lập tức. Điều này chứng tỏ chắc hẳn scandal ồn ào giữa anh và Ngọc Trinh sẽ không dễ dàng kết thúc.